Xin kính chào toàn thể quý vị. Hyundai là một trong những thương hiệu xe tải có đầy đủ các mẫu xe từ phân khúc tải nhẹ cho đến tải trung, tải nặng. Và ngày hôm nay, tôi cùng với quý vị sẽ cùng tìm hiểu về một dòng sản phẩm vừa quen thuộc vừa mới mẻ của Hyundai, đó chính là Hyundai Accent GT. Hyundai Accent GT với thiết kế ngoại thất thật sự ấn tượng qua từng chi tiết, kính chắn gió, gương chiếu hậu và lưới tản nhiệt lớn. Các chi tiết trang trí bên hông cùng các bộ phận khác góp phần thể hiện nét cá tính mạnh mẽ của người dùng. Đầu kéo Accent GT cũng được các nhà thiết kế vận dụng tính khí động học một cách đầy sáng tạo và linh hoạt, góp phần giảm thiểu lực cản của không khí và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Kích thước tổng thể của Hyundai Accent GT lần lượt là dài 7.090mm, rộng 2.490mm, cao 3.265mm, chiều dài cơ sở là 4.650mm, khoảng sáng gầm xe 260mm, thiết kế cabin cứng vững, tăng độ an toàn và cải thiện khả năng chống ồn, chống rung. Cấu trúc cabin kiểu khung vững chắc hơn, tỷ lệ thép cường độ cao lên tới hơn 50%. Hệ thống treo bóng hơi kích thước lớn mang lại sự thoải mái tối đa cho người ngồi trong cabin. Hệ thống bóng hơi tối ưu khả năng giảm xóc và cải thiện sự ổn định của khung chassis khi vận hành. Hyundai Accent GT sử dụng vật liệu composite đúc SMC cho bậc lên xuống và phần cản trước, giúp giảm trọng lượng, khả năng chịu va đập cao và bền đẹp với mọi điều kiện môi trường. Thiết kế bậc lên xuống có độ cao phù hợp hơn, chống trơn trượt, cùng với thanh nắm tay giúp lên xuống xe thuận tiện hơn. Kính thưa quý vị, đây chính là khoang cabin của Hyundai Accent GT, thực sự là thoải mái và vô cùng ấn tượng. Cabin lật giúp cho việc kiểm tra bảo dưỡng dễ dàng hơn bao giờ hết. Đầu kéo Accent GT được trang bị khối động cơ với dung tích 12.7 lít cho công suất tối đa là 440 mã lực. Hiệu suất mạnh mẽ từ động cơ cho phép người lái Accent GT tự tin vận hành bất kể cung đường bằng phẳng hay địa hình đèo dốc khó đi. Mô men xoắn lớn tại vòng tua thấp và duy trì dài vòng tua rộng mang lại khả năng cơ động, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Có thể nói Hyundai Accent GT là mẫu xe đầu kéo có sức mạnh vượt trội trên thị trường và chắc chắn sẽ mang lại một sự khác biệt.